chào mừng tất cả các bác nhé. Hôm nay bên cửa hàng bên em lại giới thiệu tiếp tục cho các bác là sẽ là đồng hồ cái loa B3 Sigma GH12. Số lượng bên em là về lần này là rất chi là nhiều, thì hôm nay sẽ làm cái review đồng hồ cho các bác thấy là hàng xịn nó như thế nào. Hôm nay là cái mục đích của bên em là sẽ là đồng hồ, tức là giới thiệu toàn bộ những cái gì nó có bên trong mặt hàng nó như thế nào. Còn cái vấn đề là hàng xịn hàng nhái thì các bác sẽ vui lòng click trên cái đường link phía trên có một cái đường link mà hướng dẫn mà chúng ta là phân biệt loa B3 Sigma G212 hàng xịn hàng nhái ấy. Thì cái video này năm ngoái bên em đã làm rồi, các bác chỉ cần muốn xem lại xem cái hàng mới này nó có giống với cái hàng mà năm ngoái bên em bán hàng vải không, thì chúng ta sẽ click vào đó và các bác sẽ so sánh. Thì năm ngoái làm cái review về cái loa hàng vải và hàng xịn rất là kỹ về cái dòng B3 này rồi, thực ra không phải năm ngoái mà năm kia, hơn một năm rồi đấy. Thì bây giờ em sẽ đồng hồ cho các bác xem như thế nào. Thì cái này đây, đây các bác thấy là một cái hộp nguyên của nó. Cái hộp này thì nó đã khui rồi, cái hộp này nguyên của nó đây, các bác thấy nó nguyên cả đường băng keo của hãng. Cái băng keo là băng keo vải rất chi là bền nhé, không phải là băng keo dán bóng bình thường giống như ấy. Và ngoài ra các cái thùng nguyên của nó chưa khui là sẽ có những cái ghim bao đấm bấm như thế này, các bác thấy không? Những cái ghim nó bấm như thế này, ghim này bằng đồng luôn, nó bấm rất chi là chắc. Chúng ta muốn tháo được chúng ta phải cạy cái ghim này ra để mới tháo được đấy. Đó, ngoài ra trên mỗi thùng này các bác thấy những cái tem như thế này, đây quay sát vào cái này, cái tem này đấy. Cái tem này là cái cơ sở chính là xem là hàng xuất xưởng như thế nào, hàng bãi, hàng xịn như thế nào, toàn bộ thông số nó sẽ nằm trên đây. Trên tem này nó sẽ có số seri luôn, số seri đây, số seri này, và nó sẽ trùng với số ở trên loa. Hai loa này không bao giờ nó trùng nhau, mỗi loa nó một chiếc loa nó sẽ có một cái số seri khác nhau. Đây, ví dụ chiếc bên này là chiếc là có model cuối là 3025 và chiếc bên này model là sẽ là 3163. Đây, ví dụ như hai chiếc nó sẽ hai số seri khác nhau. Ngoài ra trên đây nó có những cái thông số em cũng chưa dành lắm, tại vì tiêu chuẩn cái gì cái này là có lẽ là phải lấy Google dịch ra này không biết là nói những gì, nhưng mà vì là nó là hàng như thế này chúng ta sẽ là lấy là đông lan 3G audio technology, tức là cái này là toàn bộ những cái thông tin của cái loa này nó đều phải lấy là tên 3G. Tại đây như các bác đã biết là trước đây công ty làm ban đầu vẫn là tên là 3G, sau này cái thương hiệu V3 là nó ra sau này, cho nên mà trên thị trường chúng ta sẽ thấy những cái thương hiệu loa 3G, loa B3 hoặc là đẩy 3G, đẩy V3 nó là như thế. Tại vì là cái 3G là cái tên trước đây, tên ban đầu và cái tiền thân của V3 sau này, cũng giống như chúng ta thấy ở những bang Chipat và Siso. Chipat là tên trước đây của thằng bang Siso, nó cũng là như thế, nó hai thương hiệu. Thì bây giờ em sẽ tập hợp cái này em cũng tháo kim rồi, bây giờ tháo luôn ra cho bác xem. Đây em sẽ bắt đầu từ con này, quay con này này, này. Thì khi chúng ta tháo thùng ra thì sẽ có đây, cái bông lót của nó cực kỳ là chất lượng các bác đây. Đây, cái bông của nó là bông này, bông rất dẻo, bông này thì bọc không ấy được, bông này thì vận chuyển được ok, không có lo vỡ cái bông đó. Trên cái loa thì nó sẽ kèm theo cái sách hướng dẫn cứu bảo hành, toàn bộ ở đây thông tin ở trong đây hết. Đây em sẽ khui luôn cho bác xem trong cái này nó có những cái gì để chúng ta quan tâm. Thứ nhất là khi chúng ta bóc ra thì nó sẽ, cái đầu tiên nó sẽ là có một cái phiếu bảo hành này, tuy nhiên là cái phiếu bảo hành này nó không có tác dụng ở thị trường Việt Nam, tại vì cái này là Việt Nam ông chỉ bảo hành những cái hàng nào mà ông ấy nhập về thôi, chứ còn những cái hàng khác ông không nhập, ông không bảo hành. Nó không như thế là Apple nó bảo hành quốc tế, cái này không có bảo hành quốc tế, cho nên mà nó chỉ bảo hành tại nước của khựa thôi. Thì trên đây nó sẽ có cái thông tin này, 3G này, địa chỉ công ty này, số điện thoại này. Bên đây là, này chắc là phiếu bảo hành. Và ở đây là các cái thông tin về quy định bảo hành, nhưng mà nó toàn bộ là tiếng Trung Quốc các bạn, không có tiếng gì là tiếng Việt Nam đây cả. Đây, đấy, bảo hành trong đây là sẽ để tên, địa chỉ, ngày mua, tháng mua, rồi ngày mua gì đó, số series cái gì là nó điền hết ở trong đây. Và chúng ta sẽ cắt ngang phần này, đây có cái kéo này cắt ngang đây, và chúng ta giữ là phần dưới và phần trên chúng ta gấp lại, và chúng ta sẽ gửi lên công ty để được mà đăng ký bảo hành.
Ngoài ra nó sẽ kèm một cái phiếu, phiếu này gọi là giống như là phiếu xuất xưởng. Đây, phiếu xuất xưởng. Ở trên cái phiếu này nó sẽ quay gần em. Đây. Trên cái phiếu này nó sẽ có mấy cái thông tin, ví dụ như là model này Sigma G212 này. À, cái này là cái cassette, cái này giống như là chứng nhận xuất xưởng á này, và ngày tháng sản xuất tháng 3 năm 2019, lô này là mới sản xuất các anh nhá. Hàng này. Và ngoài ra là dấu cassette này. A20 này dấu đây nữa. Đấy. Còn những cái này là không biết là cái gì. Toàn tiếng khựa thôi. Bên này cũng không biết. Bên này nó là tên công ty. Đấy, tên công ty và các cái thương hiệu của nó, các cái chữ khựa Trung Quốc, tiếng Anh không hiểu. Đấy, cái này thì bỏ. Ngoài ra nó sẽ kèm một cái sách thưa. Cái hãng này nó cũng lịch sự phết. Nói thật với các bác, lần đầu tiên em cũng được hộp đọc hộp B3 đấy, xưa nay chưa bao giờ đâu. Kèm một cái dốc new chick để cắm. Dốc này cũng không phải xịn lắm, bình thường ạ. Giấy hướng dẫn sử dụng. Đây, Sigma G212. Trong cái giấy này nó có những cái gì? Trong cái giấy này nó sẽ có đây các cái thông số của nhà sản xuất. Đây, tần số này. Đường kính của côn này, côn là côn 44 này, côn thép 44 này, tần số này, độ nhạy này, rồi công suất này, kháng trở này, đấy, tất tần tuột chiều dài nặng, cân rộng, chiều dài, chiều rộng, chiều cao, cả nguyên thùng với lại nguyên hộp, đấy, nó đầy đủ hết, còn bên này thì không biết. Trên đây là các cái biểu đồ về đường sóng của nó, thì chúng ta đây, mấy cái này thì nó cũng khó, đây. Thì đây nó có cái biểu đồ này là chúng ta để nó đọc cái biểu đồ này là chúng ta, đây chúng ta sẽ biết được rằng là cái lo này nó hoạt động như thế nào. À, các cái đường như thế này, cái đường mà đường biểu đồ về đường sóng của nó thì chúng ta biết là cái lo này nó cũng khá tương đối là cái tần số của nó là đều các dải. Cái tần số của nó bắt đầu đi lên đầy dải nhất, tức là tầm ở nơi cái khoảng 60 hạt trở lên. 60 hạt đây bắt đầu lên đây nó đầy, và cái dưới đây là nó dưới 40 hạt là nó không thể đánh được đấy rồi. Đấy, nó không thể đánh được. Và cái này nữa là các cái mức. Đây thì bát lo là cái mức năng lượng tập trung của nó. Đấy, chúng ta thấy là ở tần số 10 hạt này 63 nó đánh, nó nằm ở khu vực nào trên cái bát lo. Đấy. Và đây là cách chúng ta đấy. Đây và đây bố trí. Đây là cái bố trí của nó. Bố trí thì chúng ta nó hướng dẫn chúng ta cách treo này, một là để làm monitor để đứng này, để trên cột này, treo này, treo bằng cáp này. Đấy. Đấy, nó hướng dẫn cho chúng ta cách treo. Ngoài ra là đây có kích thước của thùng, hướng dẫn luôn. Này về này không biết, này chính là tiếng Trung Quốc. Rồi đó là xong cái phần sách, bây giờ em sẽ tháo cái ruột ra bóc loi lại cho các bác xem. Tắt đây bác đều. Vâng, đây là cái loa sau khi bên em đã tháo ra các bác này. Thứ nhất là các bác phải kiểm tra cái thùng loa đây, cái số seri đây, số seri này ở phía sau thùng ở đây nó phải trùng với cái số seri trên thùng. Là mới là, tức là gọi là nguyên size là nó phải như thế. Đó, trên số trên đây có số seri luôn, và trên đây nếu nó cũng phải có seri. Ngoài ra các bác khỏe kinh nghiệm của bên em đấy, đây cái lò này, đây cái số seri như thế này mới là xịn nhá, chứ còn đây là hàng nhái nó sẽ khác. Đây hàng nhái nó sẽ khác, đây như thế này mới là xịn. Đấy, ngoài ra nó phải có cái QC đây nữa đấy. Đây nhá. Còn tiếp theo đây, bây giờ em sẽ quay cái bát test cho bác xem. Bát loa mà bên em tháo ra đây. À, các cái đặc điểm của loa B3 xịn thì bây giờ em sẽ chỉ cho các bác xem. À, ngoài ra trong cái clip mà em hướng dẫn mà phân biệt hàng xịn hàng nhái đấy, nó cũng đã có cái này rồi. Tuy nhiên những cái đặc điểm chúng ta nhận thấy. Thứ nhất là keo gắn từ loa. Keo gắn từ loa màu phấn hồng đặc trưng của B3. Đấy, có thấy không? Màu phấn hồng. Đấy, nó hơi hồng hồng nhưng nó không phải là phấn hồng đấy. Đấy. Các ta phải nhìn thế này là mới là keo xịn. Đấy. Nếu như mà cái keo này mà keo trắng là không phải xịn của B3 các bác nhá. Thứ hai, cái số seri. Số seri các bác đấy, các bác nhìn này. Số seri nó phải như thế này. Nó không đậm nhưng mà nó cũng không nhạt, sắc nét đủ rõ ràng để chúng ta đọc. Đấy các bác hiểu không? Cái số seri nếu như mà trường hợp mà cái hàng nhái á, nó sẽ in rất chi là màu mè. Đấy các bác. Thậm chí ở đây các bác, cái số seri đây nó in rất chi là đấy, không đậm. Chữ rất chi là rõ ràng nhưng mà không đậm các bác thấy không? Đấy. Các bác nhìn bên hình bên cạnh ấy, là sẽ là thấy cái số seri của hàng nhái. Đấy các bác thấy không? Đấy. Đây hàng xịn đây, rất chi là rõ ràng. Ngoài ra
Các nhìn thấy cái dầu loa nó phải có một cái lớp cao su co thế này để nó bọc ở đây. Đấy, dầu loa đấy. Dầu loa nó phải đen như thế. Đây, dầu loa. Mở thấy không? Đấy. Và ngoài ra, hàng xịn chúng ta sẽ thấy rằng là nó cái keo gân loa thế này, keo mà nó làm keo dựa gân đấy, nó sẽ bôi một lớp lên phía trên như thế này. Đấy, còn các khoảng là một phần trên một phần gì đấy. Nó mới đấy. Còn nếu như không bôi là hàng nhái. Nó ví dụ như cái keo cái đoạn bóng này nó không có, nó nằm sát đây hàng nhái hoặc cao quá cũng là hàng nhái. Nên chúng ta thấy nó phải vừa đủ như thế này thì nó mới là hàng xịn nhá. Đấy. Còn ngoài ra cái keo cổ loa thì nó đặc trưng rồi, nó không có gì để nổi bật cả. Nó đấy, keo như thế này. À, màng loa, nhện loa thì hàng nhái nó cũng khá là giống. Đấy. Rất chi là xịn. Nói chung là mặc dù đây là hàng mới, rất chi là chúng ta nhìn đặc trưng của B3, cái màng loa của nó màng giấy nhám rất chi là xịn luôn. Cái đè đấy, cái cao su này, chúng ta để ý là cái cao su mà nó đè cái gân loa đấy, chúng ta thấy là ở trên phía ngoài đây nó sẽ là một lớp mút, vào trong này là giấy ép đấy, chúng ta thấy nó đặc trưng đấy, như thế. Còn cái tép loa thì đây, nó cũng là thứ nhất là về chúng ta để ý rằng là tem B3 nó sẽ dán ở trên từ đây, trên cửa tép đây. Ngoài ra có cái xe tem QC đấy. Nó so với hàng nhái thì nó không có những cái đặc điểm nó nổi bật, nhưng chúng ta vẫn thấy dễ là thứ nhất là keo từ loa nó vẫn là dán này, chúng ta thấy vẫn là màu phấn hồng, chúng ta thấy phía trong không? Vẫn là của B3 xịn. Ngoài ra từ con ốc, như em nói, ốc của nó là phải ốc xịn, nó sáng như thế này, nhưng không bao giờ có chuyện là các bác dùng một thời gian nó rét sét nhé. Ốc nhái là dùng một thời gian tự nó sét ra luôn, còn ốc xịn của nó không có chuyện sét đâu ạ. Nó mạ rất chi là tốt, xi mạ cực kỳ là cao cấp và tốt. Và ngoài ra chúng ta thể ý rằng là cái đây, cái phễu loa, cái chắn bụi ở trong cái phễu này chúng ta thấy là nó cũng là một cái mịn đấy, rất chi là mịn đấy, nó mịn và nó dày nhưng không xưa giống như cái hàng nhái đấy, chúng ta thấy. Và tiếp theo phân tần của loa, và đây bông tiêu âm đặc trưng này, bông tiêu âm đặc trưng màu lông chuột của B3, không thể lẫn đi đâu vào được ạ, không thể lẫn đi đâu cả đấy. Tất cả thùng nó đều có ốc bắt loa, đều có EQ là phía trong. Đấy, bông tiêu âm nó đều có đấy, chúng ta thấy không? Dây tín hiệu nó đều có bông tiêu âm của nó, đặc trưng của B3. Ngoài ra chúng ta thấy là trên cái phân tần đấy nó cũng có cái số series, chúng ta thấy rồi đấy. Đấy, bên này. Đấy. Trong cái bản gọi là cái chạm loa đấy, nó đều có số, cả trước cả sau đều có số series. Và ngoài ra trên phân tần nó cũng có. Đấy, phân tần chúng ta thấy. Phân tần nó đều là cũng giống như này, Sigma G212 đều ghi màu đen. Đặc trưng từ con tụ con chở, chúng ta thấy là hàng của B3 chuẩn luôn. Cái con này là cái con sò, con mô phép đấy. Cái con này là cái con nó có tác dụng là nó bảo vệ cái mạch, các bạn, bảo vệ cái tép. Tép B3 rất hiếm bị cháy là do cái con này, lúc khi mà nó quá công suất nó sung lên là nó sẽ ngắt. Và cái con này nó sẽ không phải là con bình thường như chúng ta thay vào là nó chạy đâu ạ. Cái con này nó sẽ có chương trình và nó lập trình sẵn rồi. Chúng ta ví dụ như trong trường hợp cái con này mà hư là chúng ta phải tháo một con, mua một con trắng và chúng ta sẽ nạp chương trình cho nó. Nạp chương trình cho nó và nó mới chạy. Chứ nếu như chúng ta mua một con giống như thế chúng ta thay vào nó sẽ không chạy ạ. Đấy. Chúng ta sẽ thấy là toàn bộ linh kiện, rất là tất cả mọi thứ của B3 xịn. Chúng ta như cái đặc điểm mà trước đây em đã giới thiệu. Đây, ví dụ như EQ bắt góc này. Đấy, EQ bắt góc. Góc loa, các thùng loa đều có EQ. Đấy, rất chi là xịn. Nghe coi nhé. Đấy. Thì em đã coi toàn bộ về giới thiệu đồng hộp cho các bác xem cái con B3 Sigma G212. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với cửa hàng của em nhé. Số điện thoại ngay phía dưới màn hình nhé. Xin chào, hẹn gặp lại nhé. Giá là 14.500.000 các bác nhé. 14.500.000. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác.